Mặt đất là nền tảng của chúng ta, còn trời xanh cho chúng ta không gian tự do. Thân chúng ta đều ở trong đó. Nếu vậy cần gì phải phân biệt? Ngài tin vào Pháp hay tin vào đạo đức? Lẽ nào hai điều này không giống nhau sao? Đúng vậy. Đạo đức lấy thiên đường là mục tiêu để khuyên con người hướng đến, và địa ngục khiến cho con người sợ hãi, phân biệt sự đúng sai của sự vật. Còn Pháp thì không như vậy. Vậy Pháp là gì? Thế nào gọi là chân lý vô thượng? Chỉ có thể tự mình thể nghiệm, hiểu rõ bản thân, nhận thức được chính mình. Không có tư tưởng, không có dục vọng, chỉ bằng cách cảm nhận và giữ được sự trung hòa, lãnh hội được những điều này, Ngài sẽ không còn nhận thấy sự tồn tại của vạn vật có gì khác biệt, như thời tiết thay đổi, cây cối lá rụng mà điêu tàn. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó chăng? Tất nhiên là được.